Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là anh Thái cũng đi ra ngồi nha cô chú. Cái ngôi nhà số 6, cái nhà đối diện của chị Hồng Loan á, thì cả nhà cũng biết những thông tin vừa qua, thì em cũng nghe thông tin tất cả cô chú trên cộng đồng mạng thì cũng chia sẻ là cái nhà này thì nói chung là chị Phương Lê lúc trước á, thì chị cũng có nói á, với tất cả cô chú chị nói là chị Phương Lê một á là chị sẽ mua cái nhà đối diện với nhà chị Hồng Loan, hai là mua gần cái bên nhà của chị Hồng Loan là cặp sát chách đó cả nhà. Thì ngày hôm nay em cũng nghe thông tin bên trong nha cả nhà, thì tiết lộ ra là cái nhà này thì chị Phương Lê cũng chuẩn bị mua rồi. Nếu như mà sau này chị Phương Lê mua thì chị Phương Lê cũng sẽ để lại cho chị Hồng Loan buôn bán ở dưới, còn ở bên trên thì chị Phương Lê ở rồi buôn bán quán, đồ buôn bán đồ ăn vặt cho chị Hồng Loan nữa cả nhà. Thì cả nhà cũng biết rồi đó, chị Phương Lê nói là chị sẽ làm, không bao giờ mà chị nói chung là chị thất lời hứa. Thì cả nhà cũng hiểu những thông tin vừa qua, thì được tất cả anh em chia sẻ là cái ngôi nhà này thì nói chung là bán thì cái giá là cũng 60 tỷ cả nhà. Thì chị Phương Lê cũng bỏ tiền ra để mua, rồi là một là để cho chị Hồng Loan nói chung là buôn bán đồ ăn vặt giờ qua phía bên này. Rồi nói chung là nghe thông tin á là cái nhà của chị Hồng Loan hiện tại bây giờ số 5 đồ điểm á, thì nói chung là cũng qua cái ngày mà cái dỗ đầu năm của chú á, thì chị sẽ sửa lại để kinh doanh tiếp tục mở rộng thêm. Đúng rồi, đúng rồi. Cái mặt bằng để kinh doanh tiếp tục càng ngày càng mở rộng ra để sửa lại cái nhà. Tại cái nhà bên kia nói chung nó một là nó chật chội quá, hai là nó đã xuống cấp trầm trọng. Mà được rồi, chú Năm từ lúc mà chú Năm còn sống á thì chú Năm không có thể nào, không có khả năng để có khả năng để trả nợ những người em của mình, nhưng không có khả năng để sửa cái ngôi nhà. Thì cả nhà cũng hiểu cái tấm chân tình của chú Năm mà đối với những người em của mình như thế nào trong suốt thời gian qua. Thì cả nhà cũng biết á là hiện tại bây giờ thì những người em của chú Năm á, là đối xử với gia đình của chú Năm rất là nói chung, nói thẳng một câu là nó tàn tệ, là nó tàn tả luôn. Nói chung là bây giờ là nghĩ sao mà người trong nhà mà cứ đâm đơn là 80-90 nó đơn, nghĩ sao còn cái gì gọi là tình là nghĩa, đúng không? Cho nên là bây giờ em nghĩ là cái ngôi nhà này là theo như khán giả nói là như thế nào? Thì có một khán giả comment đó là chị Phương Lê đã mua căn nhà rồi, cái em không biết đúng hay sai, nhưng mà trước đó mấy ngày thì chị Lê cũng đã qua bên cái chủ nhà để có thể hỏi để muốn đấy mặt bằng là một cửa hàng tiện lợi như cả nhà đã biết ha. Rồi nếu mà cửa hàng tiện lợi là mà nó cũng cảm thấy là ok, chị Lê có thể mở tiệm trà sữa. Vì ước mơ của chị Lê trước khi mà mở đồ ăn vặt này, Lê cũng có ý định là mở tiệm trà sữa thì rất thích luôn, nhưng mọi người đã biết thì trà sữa thì hàng rất là cực, nấu rồi nhân viên này mà chế nó rất là nhiều cái ha. Thì cũng mong là nếu mà chị Phương Lê đã mua căn nhà này thì cái việc mà chị Lê thuê thì rất đỡ tiền mặt bằng rất là nhiều. Nếu như anh biết, nếu mà bây giờ cái mặt bằng bây giờ như vậy mà thuê một tháng có thể cả mấy chục triệu đó, nếu mà chị Phương Lê mua thì cũng bớt một phần nào chi phí cho chị Loan ha, cũng rất là tốt thay cả nhà. Đúng rồi, hàng chi mà anh thấy mấy bữa nay á là có phía bên nào đó ha, có một số người lạ đến để nói chung là một á là rình rập chị Hồng Loan buôn bán, cái thứ hai là lấy những thông tin tại sao mà chị Phương Lê có chắc chắn là mua cái ngôi nhà này không. Tại vì có nói chung là mấy bữa nay này cũng có một số người lạ đến đây để người ta lấy thông tin là hỏi chị Hồng Loan, hoặc là lấy thông tin là chị Phương Lê mua ngôi nhà này như thế nào để người ta biết thông tin sự thật hay không. Tại vì chị Phương Lê nói là chị Phương Lê sẽ làm, chị Phương Lê đã nói từ lúc đầu á là sẽ mua một cái căn nhà đối diện với nhà Hồng Loan, hay là cặp kế bên, để mục đích là chị Phương Lê là ra vô để nhằm bảo vệ chị Hồng Loan. Tại vì chị Hồng Loan cũng rất là hiền, cho nên là chị Hồng Loan nói chung là đối xử với bên phía bên kia nó rất là kêu bằng là xem trọng cái chữ tình nghĩa. Nhưng mà bây giờ phía bên kia không còn tình nghĩa, bây giờ muốn là đem người lạ, rồi đem một số nói chung là một số người lạ đến đây đi để kiếm thông tin đó. Hồi sáng đấy anh, hồi sáng có một cô đó. Ừ. Dạ, cô đến 2000 ngày, hôm nay là ngày thứ hai đuổi phố, hôm qua tụi em cũng đuổi phố cái nè. Cô bên kia nào mà sao cô đến cô quay, cô nói là bún bò thì sao, cục bò bún bò không được quay hay sao. Thì cô mới hù dạ là anh cô, em cô hay là anh cô làm luật sư xác nhận mọi người về cái việc mà cấm phố không được phép quay phim. Như
nhưng mọi người đã biết cái vụ drama này đó, bên kẻ địch như là sao lại quay bên mình quay đúng không? Có như là thầy trừ những tình huống rồi. Thì phải vậy, tại sao bây giờ đừng có hù dọa luật sư như vậy. Mình đến mà mình không có được chủ nhà là giống như chị Hồng Loan đi cho phép mình quay á, mà mình lại quay như vậy là không được. Tại vì chị Hồng Loan cũng ra cũng hỏi nhưng mà phía bên kia giống như là đơ lưỡi, đơ cứng, không có trả lời được cái gì đâu á. Nói chung là cả nhà cũng hiểu rồi, mình đến với mục đích là không trung thực, mục đích là mình làm cái chuyện mà mờ mờ ám ám lấy những thông tin đó. Thì phía bên chị Hồng Loan kêu bằng là chị Hồng Loan kêu vô để hỏi về những cái điều, nhưng mà phía bên cái cô này trả lời không được, có bóp mở mở đúng không? Dạ thì cái cô đó là bên của bún bò mà anh đó, thì hai ngày hôm nay á là cô đó là thường xuyên túc trực tại nhà chị Loan và nắm điện thoại quay phim lại này, rồi chụp hình lại này đó, để gửi ra cho cái nhóm bên que kia đó. Thì hồi sáng ngày hôm nay các anh em cũng rất là bức xúc, thì muốn làm cho nó được sáng tỏ mọi chuyện đó cô chú đó. Thì các anh em cũng đã là đến gặp cô đó rồi hỏi đó, thì những cái điều mà cô đó nói ra thì nó không có trung thực anh đó. Thì theo như anh là anh nghĩ như thế nào? Những cái lời của cái cô nói ra nói chung là nó không có trùng khớp với nói chung là nói mà ốp ốp mở mở, nói mà kêu bằng là lau li lau lệ ra nè, dòm ngó tới ngó luôn để kiếm cái con đường để chạy đó. Nhưng mà bây giờ thì được anh em đã kêu bằng là giật tần ra được cái chiêu trò của cô này đến nhằm mục đích là lấy thông tin phía bên chị Hồng Loan để cung cấp với bên con ve. Tại vì phía bên con ve hiện tại nó cũng đang kêu bằng nó cũng đang nháo nhào để nó kiếm thông tin để kêu bằng nó kẹ để chị Hồng Loan với chị Phương Lê. Lúc trước thì nó kẹ chị Phương Lê là làm sao mua được căn nhà đối diện nhà Hồng Loan, tiền đâu mà mua để cho Hồng Loan á, một khi mà thua cái sự kiện này, drama này á, thua rồi đi ra ngoài để có căn nhà ở, ai dẹp bây giờ cái người đi ra là cái người phía con ve. Nó đã dọn đi ra ngoài rồi bây giờ nó còn khịa là chị Phương Lê có mua được không? Thì đây, cô chú thì nói chung là cái căn nhà này là đối diện trước nhà chị Loan nha cô chú anh chị đó, còn thì cũng đã là được là sửa chữa lại hết rồi cô chú, rất là đẹp luôn. Anh thấy con cái á là dạ. cái phía bên chị Hồng Loan là số 5 phải không? Dạ. Bên này là số 6 là số dạ. tới luôn á. Dạ đúng rồi. Tới luôn vậy nè. Dạ. Tới số tới ha. Dạ đó cô 5. Chú. Thì nhà phía trước này cô chú anh chị là được là đợt trước á là chị Phương Lê cũng hỏi giá là chủ nhà nó là 60 tỷ. Thì vừa rồi là mấy anh em của tụi em á cũng nghe có một cái thông tin là có một chị hay là anh gì đó là khán giả là đã nói rằng á là chị Phương Lê cũng mua rồi nha cô chú đó, để cho chị Loan những ngày sắp tới đây sẽ bán hàng nha cô chú chị, tại vì là chị Phương Lê coi chị Loan là em rồi mà đó. Thì cái nhà này nói chung để là cho chị Hồng Loan là quá đơn giản rồi cả nhà. Đây cô chú thì nói chung là nhà đây cô chú với lại nhà chị Loan đây hai bên luôn cô chú chị đó. Đó cô chú, nhà chị Loan phía trước này là nhà số 5 đó cô chú. Thì bên đối diện nhà chị Loan là nhà số 6 nha cô chú anh chị. Đó thì nói chung là 5, 6 là tiến lên luôn á. Đó. Quá tốt ha. Quá tốt. Càng ngày càng đi lên luôn á. Dạ. Dạ thôi giờ em cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.